Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục quay cảnh mấy con khỉ ở trên núi Vipa, thành phố Vũng Tàu. Bữa nay quay mấy con khỉ đu dây điện. Con khỉ này nó khoái ngồi trên dây điện lắm các bạn ơi. Nó ngồi vậy á, không có sợ té đâu nha, ngồi vững lắm các bạn. Bên đây là có anh nữa không, ngồi trên dây điện nha, toàn ten toàn ten, thả cái đuôi lòng thòng xuống luôn, không sợ té nha. Hay lắm, mấy con khỉ này hay lắm. Bởi vậy khỉ người ta đi làm xiếc á, mà thật ra xiếc gì đâu, bản chất của nó là có thể đi trên một sợi dây được. Khu vực này có nguyên một nùi khỉ luôn các bạn, nguyên một ổ luôn á, quá trời luôn. Tụi nó khoái tập trung ở cái lùm cây này, bởi vì cái lùm cây này nó là một bụi cây, có thể lên đó ngồi nằm thoải mái. Giờ nó thấy có người cho nó ăn cái đầu kia chạy xuống à. Trời đang chuyển mưa các bạn ơi, sấm chớp ghê quá.
Rồi video mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha. Nhớ cho mình cái like, cái đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn nha.